Đi bơi rồi. Nửa đêm rồi, nửa đêm nó lại cho mình nó là cơ chi trên ha. Nó sẽ chia thành ba vùng. Một đó là vùng vai, hai là vùng cánh tay, ba là vùng cẳng tay. Còn bàn tay, ngón tay thì những cái cơ ngón đó anh chị ha. Thì các anh chị có thể đọc sách mình tham khảo thôi. Còn chủ yếu là mình học những cái nhóm cơ lớn, cơ chính này. Rồi, thì anh chị nhìn nào. Đầu tiên mình sẽ nói về cơ vùng vai trước. Thì các anh chị thấy cái phần này người ta gọi là gai vai. Hồi sáng chúng ta học xương vai, nó có cái gai vai phía sau á. Nó chia ra hai cái hố, nhớ không chị? Hố gì? Hố trên gai và hố dưới gai. Còn cái hố nằm trước thì gọi là hố dưới vai. Vậy giờ cơ nó bám thì nó cũng tên vậy thôi. Thì cái cơ này gọi là cơ trên gai. Còn gai. Cơ này gọi là cơ dưới nào? Dưới gai. Đây, nó đi tới bó này luôn nha anh chị nha. Không có tính hai cái bó dưới này, được không? Bó cơ dưới gai. Còn nguyên cái hố này gọi là cơ dưới nào? Dưới vai. Các anh chị nhớ này ha. Rồi, tiếp tục chúng ta có hai cơ tiếp theo. Đây là cơ gọi là cơ tròn, tròn bé. Là cơ này gọi là cơ tròn lớp. Và có một cái cơ ai cũng biết hết, nó giống hình tam giác. Cơ gì đây anh chị? Delta. À, cơ delta, đúng không? Thì đây chính là cái cơ mà anh chị thường thông dụng làm động tác đó là tim gì đó? Tim bắp đó, tim thuốc đó. Nhưng mà thường trẻ em các anh chị không có tim cơ delta đâu. Tại vì cái cơ delta của nó như thế nào? Nhỏ. Nó chưa có phát triển hoàn thiện được. Và người ta hỏi tim bắp cho con nít là thường là tim đâu? Đùi. Tim ở đùi. Nhưng các anh chị đi vaccine, các anh chị tiêm cho nó như là sợi 9501 gì đó, người ta cũng tiêm tay luôn. Anh chị biết lý do sao không? Biết sao không? Nhanh, dễ kiểm soát. Nhanh, không có dễ vậy. Đè nó dễ. Đè nhanh cho rồi. Còn tiêm đùi chờ nó bắt lên, nó làm tiêm chục chục đứa, trăm đứa như vậy. Biết chuyện nào mới sao? Nó nhanh luôn. Đây là tôi nói. À, có một cái trường hợp tôi kể anh chị đó là sự thoái hóa cơ điện tai, cái này cả chục năm rồi nó gây ra. Là cứ mỗi lần bác sĩ cho chị định nhân viên tế tiêm thuốc á, họ tiêm bắp là cứ vạch cái cơ điện tai lên tiêm thôi. Tại vì sao? Quen tay và thuận lợi. Giờ cơ vạch mong thấy nó phức tạp quá anh chị ha. Cho nên một thời gian người ta họ thấy là sơ quá cơ điện tai này. Và anh chị cứ đi bệnh viện, chị thấy người ta có đắp cái gì lên trên nhiều không? Đắp khoai tây anh chị. Nó bị áp xe rất là nhiều. Cái áp xe này người ta gọi là áp xe lạnh nha anh chị nha. Anh chị hiểu áp xe lạnh và áp xe nóng là gì không? Anh chị bị bụng nhỏ có sưng. À sưng nóng, đau đau. Bốn này gọi là áp xe nóng. Thường là do nhiễm khuẩn. Ví dụ như anh chị bị bụng nhỏ là một trong những áp xe nóng, được không? Còn áp xe mà áp xe vô khuẩn, nó chỉ sưng nhưng mà nó không nóng đỏ như vậy nha, thì người ta gọi áp xe lạnh. Thường là do thuốc nóng tan. Ví dụ như tôi kể anh chị nghe nè, cái người này nè, hàng tháng phải đi chích testosterone. Có nhiều lý do họ đi chích lắm, nhưng mà cứ chu kỳ 3 tới 4 tuần họ đi lần. Và testosterone là thuốc dầu buộc chỉ có tim bắp thôi. Mà bây giờ tim suốt đời của họ thì chắc hẳn là một điều rằng là cái chỗ này sẽ bị tim nhiều lần, đúng không chị ha? Cho nên nhiều khi là nó sẽ bị sao? Sưng lên, nó lâu tan lắm. Nó gây ra một ổ mũ bên trong, người ta gọi là áp xe. Và áp xe này là áp xe lạnh, được không? Nếu ổ áp xe nó nhỏ thì tự động hệ bạch huyết mình loại trừ nó ra. Còn nếu ổ áp xe lớn không đủ đào thải thì buồn phải làm gì luôn? Rạch để mạch máu nó đi ra ngoài. Các anh chị nhớ không? Vậy anh chị hiểu áp xe nóng, áp xe lạnh chưa? Áp xe lạnh là áp xe vô khuẩn, chứ áp xe nóng là áp xe nhiễm như nào? Nhiễm khuẩn đó anh chị, được không? Rồi, đây là cơ delta. Các anh chị thấy không? Mình khu nhà dạy chợ chỗ này anh chị. Cái cơ này là cơ duy nhất bằng tiếng Latin ha. Còn tất cả các cơ này là cơ tiếng Việt. Mà không thuộc cơ tiếng Việt. Cứ thuộc tổng cơ tiếng Latin không. Cho nên tiếng đã học xong rồi. Chỉ được cơ này là cơ delta, còn chỉ mấy cái cơ này không biết. Cơ này cơ gì đâu. Rồi, đây là cơ delta, được không? Hồi sáng mình có dạng anh chị rằng là tim ở đâu là vì sao rồi, đúng không? Rồi, đó là anh chị học. Cái chị tháo cái đuôi cơ delta ra, tháo ra một phát thấy không? Nó tới xương ngay luôn, nó không còn cái gì phủ lên nữa hết anh chị, lưu ý nha. Rồi. Các anh chị biết rằng là khi mấy cái người mà tập gym á, họ muốn cho cái cơ này bự lên, họ làm sao? Họ dang tay ra, đúng không? Dang như thế này. Đó, thấy chưa? Thì nó sẽ làm cho tác động vào cơ delta. Anh chị lưu ý cho mình điều này ha. Rồi, cơ delta. Cầm cục 30 kg giờ. Tiếp tục bây giờ vậy chúng ta có mấy cơ rồi? Cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn bé, cơ tròn lớn, cơ delta, 6 cơ vùng vai. Được không chị ha? Rồi, bây giờ tiếp tục các anh chị học cho mình cơ thứ hai. Cơ này nằm ở mắt trước. Cơ này nó chia làm hai đầu, gọi là cơ gì nào? Cơ nhị đầu. Dùng từ cho đúng là nhị đầu cánh tay. Tại vì ở dưới đùi nó cũng có cơ nhị đầu đùi. Đây, cơ nhị đầu đùi. Thì cơ nhị đầu cánh tay các anh chị gồm có gì? Một cái đầu ngắn của nó. Đầu ngắn của nó sẽ bám lên trên mỏm quả của xương vai. Còn đầu dài của nó sẽ chui vào rãnh danh cụ, bám vào cũ trên cổ chảo, cũng là xương vai. Thì đây là đầu dài, còn đây chính là đầu ngắn của nó. Đường đi của nó thôi các anh chị lưu ý ha. Còn cái chấm dưới của nó chính là gân cơ của nhị đầu cánh tay nè. Nó sẽ bám vào trong cái lồi cầu của xương, cái lồi củ quay của xương quay đó anh chị, được không? Rồi, thì đây là cơ nhị đầu. Vậy cơ này nó co khi nào? Gặp cánh tay thì à, khi cơ này nó co nó cho anh chị động tác đó là gì? Gặp cánh tay, gặp cánh tay vào cánh tay, được không?
Rồi, gặp cánh tay và cánh tay đúng con chuột đó anh chị. Rồi, thứ hai, bây giờ mình đang học về cánh tay. Một, anh chị có cơ gì đầu cánh tay nha. Hai, cái cơ mà bám từ mạng quạ đi xuống 1/3 cánh tay thì người ta gọi đây là cơ quạ cánh tay. Và chúng ta có hoàn toàn cái cơ bám 2/3 cánh tay dưới luôn anh chị ha, thì người ta gọi luôn đây là cơ cánh tay. Vậy mặt trước anh chị có ba cơ nha, nhị đầu, quạ cánh tay và cơ cánh như nào? Đúng rồi, anh chị nhớ ha, cơ cánh tay. Rồi, anh chị lật ra mặt sau, thì mặt sau anh chị có 1 đầu, 2 đầu và 3 đầu, gọi là cơ gì? Tam đầu. À, cơ này người ta gọi đó là cơ tam đầu cánh tay. Các anh chị hình dung ha. Thì ngay chỗ này thì người ta gọi đó là gân cơ tam đầu cánh tay. Và anh chị lấy cái búa phản xạ, chúng ta gõ vào cái gân đầu, cái cơ tam đầu cánh tay này, thì tay bệnh nhân sẽ duỗi ra, được không? Tay bệnh nhân nó sẽ duỗi ra, được chưa? Đó, người ta họ coi từ cái phản xạ tủy. Tôi nói ví dụ như thế này, anh chị mà bị, tôi kể nha, anh chị mà bị thoát vị địa đệm, đúng không? Thì địa đệm thì tại cái vùng tủy nó chỉ cho ra cái thể thần kinh và nó cho anh chị các phản xạ gân. Ví dụ như các anh chị thấy rằng là khi mà tôi tổn thương ở ngay cái vùng thắt lưng nè, ví dụ như L1, L2 nè, thì nó cho anh chị phản xạ của gân cơ tam đầu. Cho nên khi ông bác sĩ ông lấy cái búa phản xạ ông gõ vào cái gân cơ tam đầu mà bệnh nhân không có phản xạ thì biết là tổn thương giai đoạn L1, L2. Anh chị lưu ý ví dụ như thế ha. Cho nên chính vậy cái L1, L2 ngoài chức năng nó cho anh chị cảm giác vận động thì nó cho phản xạ ở vùng này được. Các anh chị nhớ. Và chúng ta có rất là nhiều phản xạ, ví dụ như phản xạ gân cơ tứ đầu đùi nè. Anh chị lưu ý ha. Rồi, thì đó chính là đặc điểm phải chỉ vào anh chị phải nói bao gồm nha. Vậy mặt này là mặt trong, cho nên đầu này người ta gọi là đầu trong, đầu này gọi là đầu ngoài, và đây người ta gọi là đầu dài của cơ tam đầu. Vậy khi cơ này nó co, nó cho anh chị hình ảnh gì nữa chị? Động tác nào? Duỗi tay ra, được không? Đây là cơ tam đầu, được chưa anh chị nha? Rồi, thứ nhất, vậy đây chính là cái nhóm cơ ở vùng cánh như nào? Cánh tay. Thì đây nó sẽ có động mạch cánh tay. Nó có nhiều thần kinh lắm các anh chị. Mình sẽ có thần kinh quay đi xuống dưới này, được không? Rồi xuống này nó sẽ đổi tên thành thần kinh giữa, thần kinh trụ và thần kinh quay. Và chúng ta có thần kinh cơ bì nhiều lắm anh chị ha. Nói chung nó sẽ có một cái đám rối thần kinh cánh tay được tách ra từ nhánh thần kinh tủy cổ, các anh chị nhớ. Và đám rối thần kinh tủy cổ này nó sẽ cho anh chị đó là cảm giác vận động của vùng chi nào, được chưa? Được không? Rồi, bây giờ chúng ta tới vùng cẳng tay. Thì cẳng tay các anh chị nó sẽ gồm có ba mặt: mặt trước, mặt ngoài và mặt sau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ học hai trục cơ ở dưới này là cơ gì? Một cái cơ nó bám từ lồ cầu trong của xương cánh tay này, nó bám nó kéo dài xuống cái vùng của xương quay. Thì cơ này người ta gọi đó là cơ sóc tròn. Đây, bây giờ tôi nói về lớp 5 trước nha. Thứ nhất cái cơ này gọi là cơ sóc tròn, được chưa? Rồi, cơ này nó co thì nó cho anh chị động tác đó là gì nè? Quay, tức là sóc. Vậy cơ này, các anh chị nhớ nè, vùng cẳng tay trước khi nó co nó sẽ cho anh chị động tác đó là gấp, đúng không? Hoặc là sóc. Cho nên mình sẽ có những cái từ đó, những từ gấp và sóc đó. Vậy đây chính là cơ sóc tròn. Rồi cạnh này nó sẽ đi về ngón 1, mà ngón 1 là có xương quay. Thì người ta gọi cơ này là cơ gấp, nhớ nha, đi về cổ tay và về phía xương quay, người ta gọi là cơ gấp cổ tay quay, được chưa? Rồi đã có cơ gấp cổ tay quay thì bên ngoài này là cơ gấp cổ tay gì nào? Cổ tay trụ. Và giữa cơ gấp cổ tay quay và cơ tay trụ này thì người ta gọi đây chính là cơ gan tay dài. Vậy đây lớp 5 nó sẽ gồm có mấy lớp cơ chị hả? 4 lớp cơ. Rồi cơ sắc tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài và cơ gấp cổ tay trụ. Chức năng chính của nó sẽ làm gì nào? Gấp, được không anh chị? Lưu ý nha. Vậy sau khi tôi tháo cái lớp này ra là lớp 5 ra thì chưa, nó phải đến lớp giữa đã anh chị. Đây là lớp giữa nha. Thì cái lớp giữa anh chị nó sẽ phủ xuống tới đây nè, nhưng người ta họ cắt bớt đi anh chị. Cho nên cái cơ này người ta gọi đó là cơ gấp chung các ngón năm. Là sao các chị nghe là cơ gấp rồi chung rồi các ngón năm. Vậy gấp thì nó sẽ có chức năng gấp. Chung ở đây là gì? Chung là từ ngón mấy tới ngón mấy đó anh chị? 2, 3, 4. 2, 3, 4 và 5. Rồi và các ngón nông là sao? Là nó gấp cho anh chị đốt giữa, nhớ không anh chị? Rồi đây anh chị quan sát nè, đây là đốt gần, còn đây đốt giữa, đây đốt xa. Tôi lấy ngón 2 thì tới ngón 5 tôi gấp được. Đây đốt giữa, gấp đốt giữa, gấp đốt giữa và gấp đốt giữa. Thì những cái động tác này, bốn cái ngón này tôi đang gấp đốt giữa nè, là nhờ tới cơ gấp chung các ngón nông. Vậy cơ gấp chung các ngón nông nó sẽ cho anh chị có đó là hành động đó là gì nào? Gấp các đốt giữa ngón 2 cho tới ngón mấy nè? Ngón năm. Có tính ngón cái không? Không tính nha anh chị nha, ngón cái nó sẽ có hệ thống thần kinh mạch máu cơ riêng luôn. Như thế nào? Thì đây chính là lớp giữa. Tôi lóc cái lớp giữa này ra thì nó sẽ tới lớp như nào? Lớp sau. Nhưng mà trước khi nó vô tới lớp sau thì anh chị sẽ thấy nó có một hàng loạt luôn. Thần kinh trụ, được chưa nào? Đây. Thứ hai, thần kinh giữa. Thứ ba, thần kinh quay nông. Và ở dưới này có thần kinh quay sau. Và chúng ta có hệ thống động mạch quay, động mạch trụ, đúng không chị ha? Thì người ta gọi chung đây chính là hệ thống thần kinh mạch máu, là nó sẽ nằm ở dưới cái lớp giữa.
trên cái lớp sau, hiểu không chị? Dưới dựa trên lớp sau. Rồi sau khi mà tôi lấy ra toàn bộ thần kinh này thì đây, tôi chỉ vào đây cái lớp sau nè. Thì ngay lớp sau anh chị có một cái cơ, người ta gọi là cơ gấp chung các ngón sau. Ở trên này gọi là cơ gấp chung các ngón nông, thì đây gọi là cơ gấp chung các ngón sau. Vậy cơ gấp chung các ngón sau này thì nó gấp cái gì? Nó không gấp tất cả các ngón đâu, mà đây chính là đốt xa, đốt xa, đốt xa, đốt xa. Chung là từ ngón 2 tới ngón 5. Thì nó sẽ gấp tất cả đốt xa của từ ngón 2, ngón 3, ngón 4 và ngón 5. Vậy khi anh chị gấp cái đốt xa, các anh chị thấy không? Anh chị có nặng tay không? Nặng hơn so với gấp đốt giữa đúng không? Là anh chị đang huy động cơ gấp chung cái ngón sau đó. Các anh chị lưu ý cho mình điều này ha, cơ gấp chung ngón sau. Vậy khi cơ gấp chung cái ngón sau này đứt thì đồng nghĩa với việc họ không gấp đốt xa được. Cho nên khi mà anh chị bị đứt tay đúng không? Thì anh chị sẽ che cái đốt giữa này lại, được chưa? Che đốt giữa lại, yêu cầu họ gấp đốt sau. Vậy bình thường tôi có thể gấp được đốt sau nè. Tôi có thể gấp được cái đốt xa, xin lỗi anh chị ha, là cơ gấp chung cái ngón sau, được chưa? Vậy bây giờ nếu như người này mà họ không gấp được đốt xa, được không nào? Thì có nghĩa là cơ gấp chung các ngón sau là như thế nào rồi? Đứt rồi. Thì ở phía trên nó là cái gì? Thần kinh và mạch máu. Cho nên thần kinh mạch máu đứt luôn chưa anh chị? Đứt luôn. Hiểu cái này anh chị ha? Đó là đặc điểm như vậy. Còn nếu như mà họ còn gấp được nè, họ gấp được đốt giữa từ ngón 2 tới ngón 3, ngón 4, 5. Vậy cơ gấp chung các ngón 5 của họ còn không? Còn. Thì thần kinh mạch máu có đứt không chị? Không đứt. Các anh chị nhớ cái này ha. Đó là cái mà chúng ta khám gián tiếp cho bệnh nhân qua cái việc mà chúng ta họ tìm cái đốt như vậy, được không nào? Rồi, tiếp tục. Ở bên cạnh cơ gấp chung ngón sau thì nó có một cái cơ. Cơ này người ta gọi là cơ gấp ngón cái dài. Vậy cơ gấp ngón cái nằm trong hay nằm sau đó chị hả? Sai rồi. Đây, đây là cơ gấp ngón cái dài, nó vận động cho việc cơ gấp ngón cái. Vậy cơ này nằm sâu hay không? Sâu. Nó nằm ở sâu luôn mà các anh chị lưu ý ha, gần sát xương đó. Cho nên thành thử ra là khi một ngón cái đã không đứt, xin lỗi, không gấp được, vậy bệnh nhân đã tổn thương tới lớp nào rồi chị? Lớp sâu rồi. Vậy chúng ta có ba lớp đi từ ngoài vào trong nha. Thứ nhất là lớp nông, thứ hai là lớp giữa và cuối cùng là lớp sâu. Thì cơ gấp ngón cái lại nằm ở lớp như nào? Sâu. Các anh chị nhớ không? Cơ gấp ngón cái được chưa nào? Rồi một mình nó có hệ thống thần kinh mạch máu riêng hết, lưu ý cho mình điều này ha. Rồi thì đây chính là mặt trước. Nó không thẳng rồi. Sao anh chị? Cái này nó không thẳng rồi được thì sao? Cái ngón nào? Ví dụ cái người kia cái này nằm vậy. Thì mình gắn được thấy chưa? Không, không gắn được. Nhưng mà có một người người ta bị cong nhưng mà người ta không có chuỗi ra được. Có thể là ngón tay cò súng đúng không? Đúng rồi, kiểu vậy. Có thể là tổn thương những cái thần kinh trụ tại vì nó 4, 5, 3. Thường là ngón 4, 5 bệnh gì được chi phối bởi thần kinh trụ. Còn ngón này là thần kinh giữa và ngón này là thần kinh quay. Và nhiều khi các anh chị có hội chứng mà bị chèn ép ở thần kinh trụ, nó cũng có ngón tay cò xuống như thế này. Cho nên khi anh chị ẩn vào trong cái thần kinh, anh chị ấn mạnh vào thì ngón tay nó sẽ bị rút nha anh chị. Hiểu này chưa? Nó bị rút lại, được không? Người ta gọi là sự cò xuống từ ngón tay đó. Còn lại ở đây là nó cái tay nó tự nhảy rồi mình. Vì sao gọi là cò súng là mỗi lần mình bóp súng thì mình sao? Cái ngón tay nó tự chạy. Đấy là người ta họ nói thuận ngữ thôi đừng chị. Không chạy với không. Đau lắm. Rồi. Đó là về mặt trước. Diêm. Bây giờ chúng ta học về mặt ngoài. Mặt ngoài anh chị có ba cơ. Cơ thứ nhất người ta gọi là cơ cánh tay quay. Cơ thứ hai là cơ ngửa của tay quay lại. Lấy cái búa đặt vào cái bên. Cơ ngửa của tay quay ngắn. Ba cái cơ này khi nó co nó sẽ làm cho bạn ăn như nào, mọi ngửa ra ngoài này đúng không? Cho nên chức năng chính của nó là ngửa. Vậy đầu tiên thứ nhất là cơ cánh tay quay, ngửa cổ tay quay dài và ngửa cổ tay quay ngắn. Các anh chị nhớ không? Ngửa nha. Rồi lật ra ở phía sau thì ở đây các anh chị sẽ có cái gì? Một là cơ cũ nè. Rồi bây giờ chúng ta học đằng trước là cơ gấp cổ tay trụ thì xuyên ra mặt sau. Khi cơ mặt sau nó co thì sẽ làm cho bàn tay sao? Duỗi ra, duỗi dạng ra, được không? Duỗi dạng ra. Cho nên chính vậy đây là cơ gấp cổ tay trụ thì mặt sau gọi là cơ duỗi cổ tay trụ, được không? Duỗi cổ tay trụ ra, được chưa? Rồi thứ hai đây là cơ duỗi ngón năm, là ngón út á anh chị. Cạnh cơ duỗi ngón năm này thì đây chính là cơ duỗi ngón chung. Vậy nó duỗi ngón chung là nó duỗi mấy ngón? Ba ngón. Hai ba bốn. Hai ba bốn năm, bốn ngón. Và bên cạnh này gọi là cơ duỗi ngón hai. Vậy tôi hỏi luôn, ngón nào có tới mấy cơ duỗi anh chị? Ngón út là ngón năm và ngón xoát. Ngón xoát 2 thì nó vừa có cơ duỗi riêng của nó và nó có cơ duỗi chung. Còn ngón 3 thì nó chỉ có cơ duỗi thôi. À cơ duỗi chung thôi. Các anh chị nhớ này ha. Đó. Thành thử ra các anh chị nhớ. Vậy đây chính là cơ duỗi của tay trụ nè. Cơ duỗi ngón năm, cơ duỗi ngón chung. Còn đây là cơ duỗi ngón 2. Nhưng mà khi chỉ vào màu hồng thì gọi là cơ nha. Còn chỉ vào màu xanh gọi là gì nào? Cơ duỗi ngón năm, ngón bốn, ngón ba, ngón hai gì đó. Được không nào? Vậy khi tôi đứt cái gân ngay chỗ này đi,
thì sinh ra tôi có duỗi được không anh chị? Không duỗi được, mà bệnh nhân sẽ gập cái tay lại như thế này, được không? Tương tự như vậy, khi tôi đứng đằng trước này thì bệnh nhân không co lại được, thì bệnh nhân duỗi cái tay nó ra, được không anh chị? Thì đó chính là đặc điểm của cơ duỗi như vậy. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sang ngón một. Ngón một một mình nó lại có nhóm cơ duỗi dạng riêng, được chưa? Nhớ không? Quen không? Xòe bàn tay ra. Đây, anh này Lào. Ui, phố Campuchia. Phố này người ta gọi là phố gì đó anh chị? Phố Lào. À, phố này người ta gọi đó là phố Lào. Cái gì lưỡi hả? Phố Lào. Phố Lào. Điều gì trong này? Này. Dương Khê. Đây này. Dương Khê. À. Ủa sao mà biết được? Trời mua Phật. Rồi, bây giờ chúng ta học ngàn phố Lào. Anh chị đưa ra. Này á. Anh chị thấy cái này thì tôi mới nổi lên học không? Thái Huyền chứ, Thái Huyền chứ. Anh chị đi ra, đường gân này là đường gân phía trong hay phía ngoài? Phía trong đó mà phía trong. Ngoài ngoài. Anh chị không? Bây giờ nha, bây giờ tôi làm cái này khẩu này tôi làm cái đường gân trong hay đường ngoài? Ngoài. Trong. Trong. Còn đường này có đường gì nào? Đó là ngoài. Thì bắt cho anh chị quay quay thì cứ đường nó nằm ngoài mà. Còn đây nó nằm trong mà. Buổi sáng chưa học quay. Quay ngay giữa đây cái gì cổ tay. Hai cái gân này chị ơi. Tôi gọi là gân nha. Gân cổ cơ được không? Gân. Thì đây gọi là hố Campuchia. Campuchia. Hố gì nói lại? Hố Lào. Hố Lào. Hố Lào thì ấm là một phát. Anh chị thấy một cái xương không? Xương gì đó? Xương thuyền. Xương thuyền. Đúng rồi chị ha. Xương thuyền. Rồi, thì các chị thấy nè. Bây giờ anh sẽ đang động tay. Anh đang động cách. Đó. Dũi vô, dũi vô, dũi vô, dũi vô. Đó. Cái anh này nhìn nè. Anh đang động cách dũi vô này, dũi vô này đúng không? Dũi vô. Thì anh chị thấy có cái bờ. Bờ này là bờ gì nào? Bờ ngoài. Và bờ này là bờ trong. Cái bờ trong nó dũi lên. Bờ ngoài móc đi. Và đây là cái dũi lên. À, dũi kìa. Bờ này là bờ dũi nó cái dạng. Hiểu không ạ? Và anh dạy ra, dạy ra, dạy ra, dạy ra. Đó, thì cơ này nó nổi lên đúng không? Thì đây người ta gọi là cơ dạng ngón cái dài. Được chưa? Vậy này người ta gọi là cơ dạng gân cơ dạng ngón cái dài. Còn cái này người ta gọi là gân cơ duỗi ngón cái dài. Duỗi dạng. Duỗi không nào? Đúng không? Còn nhiều cái nữa mà tôi chỉ dạng cho cái nào nó cơ bản thôi. Vậy làm sao biết được? Thì anh chị hồi nãy anh chị làm không? Cái này gọi là dạng, dạng là dạng ra như thế này. Còn phần này gọi là duỗi. Đây là gân, đúng không ạ? Thì đó là chính là cấu trúc của toàn bộ cơ chi trên. Rồi, đọc. Động mạch gì đấy anh chị? Động mạch cánh tay. Ở trên này. Ở trên này. Động mạch nách. Động mạch nách. Động mạch nách đúng không? Động mạch cánh tay nằm ở mắt gì nào? Mặt trong. Trong. Anh chị lưu nha. Đó với ép chúng ta biết rồi. Qua đây nó sẽ có hai động mạch. Động mạch gì đấy anh chị hả? Động mạch quay. Động mạch trụ. Động mạch cung như nào? Cung bàn tay. Cung gan bàn tay. Động mạch cung gan bàn tay. Rồi những cái động mạch này. Động mạch ngón cái chung. Xin lỗi, động mạch ngón cái riêng và động mạch cái ngón chung. Tôi nói anh chị nha, khi con nít nó sốt, tất nhiên đối anh chị nha, anh chị rờ vào da của nó thì nó như thế nào? Mới vô thầy, mới vô là lạnh. Cho nên có nhiều trường hợp đừng có khái niệm lấy tay mà chúng ta rờ người, được không? Tôi hỏi luôn để chúng ta học nè. Khi bạn sốt thì giai đoạn đầu tiên của cơn sốt là giai đoạn gì chị nhớ không? Sốt gì? Sốt tăng. À, sốt tăng đúng rồi. Sốt tăng, tăng có nghĩa là nhiệt độ là từ 37, 38, 39 độ nó lên. Mà khi nó lên như thế thì mình có hiện tượng gì? Rung. Vặn cơ. À, vặn cơ, tức là cái cơ nó bị sao? Nó rung là nó bị sao đó. À, bị co lại thì mạch máu nó cũng sao luôn. Co luôn. Đó là cũng co luôn. Mà khi mạch máu nó co, anh chị biết rồi, mạch máu thì nó mang cái gì đi tới, tôi kể gì nghe nè, đây. Trong cái não của chúng ta, bên đây, đúng rồi, đây. Thì cái này chính là thể chai nè, chị ha. Thì cái vùng này nè, đó, đây, các chị đối ha. Đây là tiếng yên, thì đây chính là cái xương bướm, gọi là khối yên của xương bướm nè. Thì đây chính là cái xoang bướm, được không? Thì cái chỗ này người ta gọi là vùng hạ đồi. Hạ đồi. À, vùng hạ đồi của chúng ta nó có hai chức năng. Chức năng đầu tiên là kiểm soát các hormone trong cơ thể. Tôi ví dụ như sau, các chị nghe nha. Vào thời kỳ anh đi ngủ thì vùng hạ đồi này tiết ra một cái hormone, chắc quên rồi không nhớ đâu, GHRH không, đi ngủ nha, nó tiết ra một hormone tên là GHRH. Hormone này nó sẽ đi xuống theo cái hệ thống tĩnh mạch cửa. Cửa này là cửa yên chứ không phải là cửa trên gan nha. À, tôi chỉ là vùng hạ đồi nè, được chưa? Nó tiết, nó đi xuống, được không nào? Anh chị yên tâm, tới ngày tuần sau tôi sẽ cho đề cương các chị về, chị học
chứ học không hết nổi. Còn giờ học đây là để giảng, để mình hiểu nữa. Rồi, tôi nói về vùng hạ đồ nha. Vùng hạ đồ nó có hai vai trò thứ nhất là nó kiểm soát các hóc môn cơ thể, từ chi phối kiểm soát cơ thể chúng ta. Thì nó sẽ tiết ra một hóc môn tên là GHRH. Hóc môn này đi theo hệ thống từ bạch cửa xuống tuyến yên. Tuyến vừa nhận các hóc môn GHRH này thì thùy trước của tuyến yên giải phóng ra một hóc môn tăng trưởng, gọi là hóc môn G như nào, GH. Và hóc môn này nó sẽ đi vào dòng máu, nó đi tới các sụn tăng trưởng, làm cho nếu anh chị trong giai đoạn mà trẻ em hoặc là dậy thì đó, thì nó phát triển về bề về sụn tăng trưởng để các chị dài xương ra, và nó phát triển về màng xương làm cho xương anh chị to lên, rồi đi tới các vùng cơ để nó tăng được tổng hợp protein để nó tăng phát triển cơ bắp ra. Cho nên tôi hỏi một câu luôn, anh chị muốn cao lớn lên được, anh chị phải có giấc gì nào? Giấc ngủ. Vậy ban đêm anh chị ngủ thì hóc môn tăng trưởng mới được tiết ra, anh chị nhớ này hả? Cho nên khi mà anh chị có một cái vết thương này muốn lành được hay không phụ thuộc đầy yếu tố thứ nhất, các anh chị nhớ, anh phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đúng không? Trời ơi, có nhiều người có vết thương sau mổ nó không có liền được, nó nung mủ ra, nó bắt đầu kiên tôm, kiên thịt bò, có không? Chiên là để sợ nó bị thâm, nó bị lồi, lồi để bắt lồi. Mấy người bố thâm mỹ xong rồi cắt mắt đồ không dám ăn gì luôn. Giờ nó lồi là tận nó lồi thôi. À, các anh chị đi bệnh viện ngày xưa mình cũng mới đi học còn nhỏ nhỏ mười mấy tuổi, ba mẹ kêu trời ơi là không có được ăn cái gì đó đâu, không trời ơi đi lên trên thấy cái bà kia bị hematom, cái thành bụng á nó có cái thành bụng ra không khâu lại rồi anh chị, mà cứ mủ nó luôn ra thì phải cắt chị để ép mủ ra, mủ lần khâu lại thì cứ như thế thì đâu có để được. Trời ơi, về nhà ăn một lạng tôm một ngày cho tôi, trời ơi sao lại ăn tôm á, ăn luôn, trời ơi chửi ông chẳng được, mà chửi cho mình chẳng cho mày học hành rồi. Tại hồi đó là nghe người ta nói là cứ ăn vô, ăn đầy đủ đạm vô. Thứ nhất là chế độ dinh dưỡng. Thứ nhất là, thứ hai là mình phải biết cách chăm sóc vết thương. Và cái thứ ba, giấc. Là giấc ngủ chúng ta nó có tính chất sửa chữa. Các anh chị lưu ý ha. Rồi, khi ban ngày, hóc môn này vùng cái đồ tiết ra là GHIH hay là inhibitory anh chị. Ức chế thành cho tuy nhiên không tiết được. Các anh chị nhớ, không tiết hóc môn GH nữa. Được không nào? Nhưng khi ban ngày anh bị tụt đường một phát, tụt đường huyết nha, thì hóc môn này lại tiết là GHRH để làm cái nguyên tiết là GH để nâng đường anh chị lên. Các anh chị nhớ một câu nha, chỉ có một hóc môn duy nhất gây hạ đường thôi, tên là insulin. Còn tất cả các hóc môn như là GH nè, hóc môn của tuyến giáp T3, T4 nè, hóc môn của tuyến thượng thận như là cortisol nè và glucagon nè, gây chặn đường luôn. Cho nên khi một cái anh đã tụt đường thì tất cả các anh chị này đều hợp sức lại nâng đường của chúng ta lên. Các anh chị nhớ ha. Cho nên thành thử rằng là cái hóc môn này chỉ được làm việc như thế nào, vậy tôi nói các anh chị thì vai trò vùng dưới đồ là kiểm soát đúng không? Thứ hai, vùng dưới đồ của anh chị nó sẽ có một cái trung tâm, người ta gọi là trung tâm điều nhiệt, điều hòa thân nhiệt, đúng rồi, gọi là điều nhiệt. Thì tại cái trung tâm này anh chị nó có một điểm điều nhiệt, người ta gọi là sit bone đó. Thì lúc này nhiệt nó sẽ, cơ thể của chúng ta ổn định bao nhiêu độ là nhờ cái trung tâm này nè. Ví dụ như trung tâm này lên 37 độ, nó mang nhiệt đi tới tất cả các mạch máu tới các cơ quan, và chính vì vậy khi nó đi như thế thì mạch máu nó mang nhiệt theo. Nhưng vì khi nhiệt nó đi ra cơ thể ở vùng xa nè, thì do ảnh hưởng của môi trường cho nên nhiệt độ ở ngoài vùng da nó sẽ thấp hơn so với ở trong bụng, đúng không? Đó, khi anh sốt lên mạch máu co lại, giai đoạn đầu tiên co lại, mà khi nó co lại như thế máu đi tới được không? Cho nên những đứa trẻ anh chị thấy nổ vong tím lên không, nó nổ vong lên thì máu không đi tới được, cho nên chị rờ vô cái da là ngắt luôn, nhưng anh số 39 độ đó, cho nên không có rờ tay rờ dùng được. Kinh nghiệm sao nói, nhưng mà buộc anh chị phải kẹt như nào, kẹt nhiệt, nhưng kẹt nhiệt nhiệt nó cũng không lên luôn, là vì các mạch máu đã bị sao co lại rồi. Chỉ có một cách đó là làm gì, nhiều khi mà báo là nhiệt không có như thế mà nghi ngờ là số á, là phải kẹp hậu môn mới chính xác được. Thì anh chị lấy cái nhiệt kế đó sỏ vào cái găng tay, trội giết cái nhiệt kế đó không làm gì nữa. Cho vào trong cái găng tay, nó có cái gì đặc biệt, lấy ngón năm cái ngón ba anh chị ha, sau đó nhét vô hậu môn rồi chờ đó nhiệt nó lên, rút nó ra dùng cái găng tay đi được không, hoặc là nhét vô bao cao su. Này mình nói bằng su rồi nó bẩn hơn, tốt hơn. Thường cái bao cao su thì nó to, cái găng tay nó nhỏ hơn chút. Bao cao su thì người ta họ nhét cái đầu giò âm đạo mà anh chị đi đi cũng chắc gì nhét dữ tốt. À thì đúng rồi, nó hơi nít nít hơn ấy là vậy đúng không, tất nhiên nhét là phải giữ nhan trẻ, nhét nít là phải giữ rồi, thường là giữ rồi. Thường các chị bỏ vô cả 30 giây, 1 phút là nó lên nhanh lắm vậy ha, thì chúng ta mới xác định được. Cho nên thành thử ra là mạch máu nó có tính năng mang nhiệt tới nó co lại. Cho nên các anh chị thấy không, khi những bệnh nhân sốt lên giai đoạn đầu tiên, mạch máu ở các vùng tim nó co lại hết, làm cho máu không đi xuống được thì không mang nhiệt được, làm cho toàn bộ tim nó bị sao, làm toàn bộ luôn anh chị ha. Nhưng tới khi anh đã sốt đỉnh điểm rồi, bắt đầu cái trung tâm điều hòa thân nhiệt anh chị về lại mức bình thường rồi, thì lúc này thân nhiệt chúng ta bắt đầu hạ dần. Thì khi nó hạ dần để đi theo cái điểm điều nhiệt nè, thì cơ thể chúng ta bắt đầu giãn mạch máu ra,
và bắt đầu chúng ta có hiện tượng sụt lùi, và lúc này các lỗ chân lông chúng ta toát mồ hôi ra, và lúc này anh chị rờ trong giai đoạn sốt nóng là bệnh nhân nóng, bắt đầu đến giai đoạn mồ hôi thì mình bắt đầu mát lại. Vậy tôi không cao luôn, các anh chị rờ vào da của bệnh nhân thấy họ lạnh ngắt, lại gặp hai trường hợp: một, họ đang sốt như nào, sốt đứng lên, tăng lên; hai là trường hợp nào để chúng ta cùng nhau biết. Em nghe các anh chị có nghe nói tới tình trạng trụy mạch chưa? Trụy mạch là huyết áp bị sao? Vậy tôi nói hàng ngày máu nó sẽ bơm tất cả các cơ quan não, tim, gan, phổi, thận gì đó nó đều bơm hết, thì cái áp lực bơm đó chính là huyết áp. Cho nên nếu như huyết áp mà tăng cao thì nó bơm lên máu, nó làm cho vỡ cái mạch máu não, đúng không? Vậy khi một bệnh nhân tụt huyết áp, được không chị, một người tụt huyết áp thì áp lực máu bơm lên các cơ quan này thì sao? Không đủ. Mà đặc biệt tôi sợ nhất là cái gì? Não chỉ cần 6 phút mà không cung cấp đủ máu, trong máu nó sẽ mang cái gì? Oxy và đường. Não nó thiếu 6 phút là nó không chịu nổi đâu. Chứ như các cơ quan khác thiếu được nhiều thì không sao nha. Ví dụ như cái ngón tay của chị này, anh chị cột ra là nó có hoại thử được thoải mái ngày, nó hoại, đúng không? Chứ không có hoại liền đâu. Còn cái não anh chị gặp chờ 6 phút mà không có thì nó tổn thương không hồi phục đó. Cho nên tôi hỏi luôn, khi tụt huyết áp thì máu nó sẽ ưu tiên đổ lên cơ quan nào đầu tiên? Não. Bây giờ huyết áp nó tụt thì đâu có thể thay đổi nào đâu. Thì cơ thể của mình tiết ra cái chất epinephrine gây co mạch toàn tứ thân hết, chi đồ co hết. Bây giờ máu không cần phải tới này nuôi nữa để dồn cái não. Cho nên bệnh nhân trụy mạch, các chị rờ vào da họ sao? Nhắc luôn, đó là dấu hiệu của trụy mạch. Nhiệt độ giảm xuống, thứ nhất mạch nhanh lên, huyết áp tụt, nhiệt độ giảm và nhiệt thở bệnh nhân tăng để đáp ứng cái sự chuyển hóa này. Khi huyết áp bệnh nhân nâng lên rồi, bắt đầu thân nhiệt của họ bắt đầu như nào, giãn cái mạch máu ra để cho nó tan thoát được cái vùng đó. Các chị thấy là vậy, các cơ quan được có hy sinh cái não không chị ha? Đó. Nhưng mà não nó cũng làm cho mày, thì tới lúc đó mày làm sao? Buồn quá rồi đó. Vì sao mạch nhanh huyết áp tụt? Tôi nói anh chị nghe này, bây giờ tôi hỏi một câu nha, anh chị ở đây học đã học dược lý rồi, giờ tôi hỏi lại một câu, anh chị nghe nói tới thuốc chặn trên canxi chưa? Rồi chặn canxi gọi là CCB đúng không? Nó sẽ chia thành hai, đó là DHB là gì và non DHB, biết không vậy? Không biết thì tôi nói đi, tại vì anh chị vừa mới học thì tôi mới nói thôi. Đó, học nó rồi. Rồi tôi nhớ. CCB là chặn trên canxi, khi anh chị dùng thuốc này vào thì nó sẽ làm giãn mạch. Nếu anh chị dùng cái thuốc thuộc nhóm DHB, ví dụ như là amlodipine đó, hoặc là nicardipine, hoặc là những cái thuốc là có kiểu nicardipine á, thì nó sẽ giãn mạch nhưng nó không ảnh hưởng tới tim nha. Nhưng ngược lại, anh chị dùng cái thuốc nhóm DHB á, ví dụ như là verapamil á, thì nó lại giãn sức co bóp của tim, nó không ảnh hưởng tới mạch. À, có nghĩa rằng là bây giờ tôi hạ huyết áp ở trong cái nhóm CCB, nó hai cái chế: một là giãn mạch, hai giảm sức co bóp của tim, được không? Rồi thì trong cái thuốc giãn mạch như là cái amlodipine á chị, amlodipine nha, nó giãn mạch nhưng giãn chậm, từ từ. Cho nên hàng ngày cái người mà dự phòng lên tai biến á, họ hay uống cái viên trắng vàng. Đi ra nhà thuốc bán tôi viên thuốc trắng vàng, chỉ có người họ bán viên họ mới biết là amlodipine, đúng không? Là nó giãn từ từ, cho nên nó sẽ không có hạ áp nguy cấp như cái viên thuốc gọi là nifedipine, là ngày xưa gọi là cái viên Adalat đó anh chị. Cái anh chị nói Adalat thì anh chị biết, người lớn tuổi họ biết á, nó là cái viên nang. Anh chị mà chọc cái viên nang này ra một phát, anh chị nhỏ và lửa một phát, nó tụt huyết áp, nó rụt luôn đó. Vì nó cũng giãn mạch nhưng nó giãn với tốc độ như nào? Nhanh. Mà khi nó giãn nhanh như thế đó anh chị hả, huyết áp tụt xuống một phát, thì nó sẽ làm cho tim của anh chị tăng sức co bóp lên để bù trừ lại. Cho nên được anh chị có được dùng thuốc này khi nhịp tim bệnh nhân tăng lên không? Không. Cho nên cơ thể chúng ta có một nguyên tắc, đó là bù trừ. Khi huyết áp tụt xuống một phát, máu không bơm lên được, tim nó phải cố gắng làm gì? Bớt mạch. Bây giờ huyết áp nó tụt lửa máu không đi tới được, thì tim nó phải bây giờ nó bớt phát 80 ml máu ra, đúng không? Bớt phát 80 ml máu ra. Giờ huyết áp tụt, mỗi lần tim bớt không đủ ra được 80 ml máu, thì nó phải bơm nhanh hơn để tống được cái lượng máu ra, để nó bù trừ lại cái lượng huyết áp chúng ta đã tụt. Cho nên chính vậy, nhịp tim của anh chị nhanh nhưng không phải là nhanh mạnh đâu, nhanh nhỏ. Anh uống ly cà phê, anh bước lên cầu thang một phát, nhịp nhanh không? Nhanh, nhưng nó bớt một phát bay ra khỏi lòng mình. Nhanh rõ, nhanh to. Thì lúc này nó sẽ làm cho tăng sức tiêu thụ tim rất là lớn nha. Còn trong trường hợp đó, nhịp tim nhanh nhưng mà nhỏ, anh mất nước, anh mất máu của bạn, nhịp tim anh chị sẽ nhanh lên để bù cái lượng máu, nhưng nó lại nhanh như nào? Cho nên mới giải thích đi xem nhịp tim của người phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn hành kinh, thường nhanh hơn người nam. Vì hàng tháng họ có hiện tượng mất gì? Mất máu, cho nên tim họ phải nhanh. Và khi người phụ nữ mang thai, vì còn phải nuôi dưỡng theo đời thai, thì buộc nhịp tim cũng phải xa luôn. Đó, các anh chị hiểu này chưa? Đó là cơ chế, cho nên tôi nói qua cái thuốc các anh chị thấy luôn. Cho nên chính vậy tại sao những cái người mà nhịp tim nhanh không được dùng cái nhóm DHB đâu, mà phải dùng cái nhóm DHB đâu. À, đó là cơ bản đó ha, anh chị lưu ý ha. Rồi, đó là giải thích về cho anh chị về cái mạch máu để nó co mạch, các anh chị cần cho các anh chị hiểu nha, đúng không? Rồi. Và cái sự co mạch này nó cũng giảm máu tới nuôi. Cho nên thành thử ra các anh chị sẽ thấy rằng là có một số trường hợp mà cái động mạch ở vùng mặt nó bị tổn thương đó, thì người ta sẽ tiêm thuốc mà gây co mạch vào.
để gây giảm sự chảy máu. Cho nên trước khi họ phẫu thuật những cái khuôn mặt, anh chị thấy rằng là cắt mắt, nâng mũi. Thôi tôi nói thì cái làm cái mũi thôi, đơn giản thôi. Nhưng làm xong cái mặt anh chị có phù to lên không? Tại vì ở đây rất là nhiều gì nè, mạch máu, đúng không? Cho nên chính vì vậy các anh chị thấy không? Thì người ta thường y tế họ sẽ pha thêm thuốc ARV vào. ARV để nó gây co gì nè, co mạch, để cho nó không hạn chế các anh chị có cái mổ nó bị chảy máu. À, nó co mạch máu đó, thì đó là một số các anh chị mà ha, liên quan đến đặc điểm giải phẫu. Được chưa? Mình lòng qua nhiều thứ nhưng có thể các anh chị không chỉ được không nào? Rồi. Giải lao. 5 phút.